Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang rất vinh dự được đón tiếp anh Tiến. Anh đến từ Bình Dương. Hôm nay là anh đã nhân cái dịp hôm qua là ngày khánh thành của showroom đồ gỗ Thành Luân. Thì hôm nay chúng tôi là rất vinh dự được đón tiếp anh đến từ Bình Dương. Anh đã bay ra cơ sở đồ gỗ Thành Luân tôi để ký nhận và mua một cây đồng hồ bằng gỗ mun hàng siêu khủng, đỉnh cao nhất trong phân khúc đồng hồ của đồ gỗ Thành Luân. Đấy. Và ngoài ra thì anh còn một bộ bàn ghế hoàng gia siêu khủng nữa. Đấy, và đây ví dụ như hôm qua chúng tôi bán đây có 4 chiếc thì là có 2 chiếc là đã có khách lấy. Hôm qua một anh khách ở Thanh Hóa đồng hương với cả anh Tiến cũng đã ký một cây này, thì hôm nay là anh Tiến về ký tiếp một cây tiếp theo. Và xin trân trọng kính mời anh ký nhận cho em phía sau. Đây. Đây là cây đồng hồ mà hôm qua anh khách hàng ở Thanh Hóa đã ký anh Trung. Đây, như là đấy, tiếp tục là đây là cây của anh Tiến ở tại Bình Dương. Và anh ở Thủ Dầu Một nhỉ. Và vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng ra tận showroom của đồ gỗ Thành Luân để ký nhận. Anh ký cho em một chữ bên trong nữa, mấy cái bên trong nữa. Bên trong này anh. Đây anh cứ mở đây. Đấy, theo một chỗ nào anh ký vào đây. Đây hồi chỗ nào trắng trắng anh ký nó rõ. Đấy, một dàn đồng ca. Đấy, một dàn hợp ca đang đánh chuông. Các siêu phẩm tại showroom của đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi rất mong muốn quý khách hàng có thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để tham quan ở mục sở thị như anh Tiến và các khách hàng đã mua các sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, chúng tôi đang có rất rất nhiều các mặt hàng đang trưng bày tại showroom. Trong cái ngày nhân dịp của khánh thành khai trương thì chúng tôi đã bán rất rất nhiều các mặt hàng. Đấy, siêu đỉnh cao, siêu đẳng cấp. Thành Luân rất mong muốn khách hàng bớt chút thời gian về trực tiếp tại showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để tham quan ở mục sở thị. À, một lứa thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách và hẹn quý khách trong một cái đoạn video clip anh ký nhận bộ bàn ghế. Và xin chào, hẹn gặp lại.